Hoa này anh hai mới hái ở ngoài vườn vào đây. Tên của nó là Crocus. Crocus có nghĩa là tiếng Việt của nó là hoa nghệ Tây. Bây giờ đang sắp đến cuối mùa đông rồi, sắp sang xuân rồi. Là em này đã bùng nở, bùng nở trước nhất trong dàn hoa cây cối ở trong vườn nhà mình. Hoa crocus báo hiệu mùa xuân về. Mùa xuân ở bên mình là mùa xuân chứ không phải giống như bên Việt Nam Tết là mùa xuân nha. Mùa xuân của bên mình là bắt đầu từ giữa tháng 3 đến tháng 6. Bên đây nè, tháng 12 đến tháng 3 là mùa đông. Tháng 3 đến tháng 6 là mùa xuân. Tháng 6 đến tháng 9 là mùa hè. Tháng 9 đến tháng 12 là mùa thu. 12 đến tháng 3 lặp lại là mùa đông. Và khi mà cái hoa này nó nở, hoa nghệ Tây, hoa nghệ Tây đúng không? Hoa nghệ vàng, hoa nghệ Tây đúng rồi. Hoa này mà nó nở có nghĩa là báo hiệu mùa xuân của bên mình là sắp đến. Hoa này là nó cũng một thuộc một loại của hoa diên vĩ đấy, họ hàng với hoa diên vĩ đấy. Báo tin mùa xuân về.